Yeah, Skyler, 2013. Gái, gái. Đi chơi theo đại gia mà thấy ta hết gác đầu. Thôi trời ơi, em chỉ là con mồi đi chỗ một gác đầu. Đó chỉ là anh chú trò chơi và để anh bị đổi lộ. Đến lúc đó là kiếm tiền mới tình nhân tới và đổ lộ. Đi chơi theo đại gia mà thấy ta hết gác đầu. Thôi trời ơi, em chỉ là con mồi đi chỗ một gác đầu. Đó chỉ là anh chú trò chơi và để anh bị đổi lộ. Gái thời nay với một phong cách đú đỡn, những anh mà yêu chương tình á thì phải chịu đau đớn. Đủ 60 tuổi, giọng xì tin ngọt ngào đến từng âm thanh. Xin anh đẹp trai cho cô quýt cam ngày mai đến thăm anh. À con bà nội con vẫn còn là trai thân, tưởng xì tin ai và xì ke là mình rung hết chân tay. Rồi tiếp thêm một em với khuôn mặt môi mỏng, từ thân hình cho đến mái tóc đó là những gì mình mong mỏi. Vì em qua Facebook em là người anh đang mến, trả lời em không care anh có xe thì mang đến. Mà tay ga em mới chịu, xe số em không chơi phải đi ba em mới chịu, đi dạo phố không dư hơi. Thôi phấn lại giùm anh đi, biến về với mẹ. Tình đến rồi tình đi, mà có tiền thì tới lẹ. Thấy đẹp trai mặt anh hiền nên em tưởng chắc ngu, không có like đâu đừng có ghiền, chỉ ngón giữa nào phát du. Đi chơi theo đại gia nên em rành hết các câu. Thôi người ơi, em chỉ là con mồi để cho người khác câu. Nó chỉ xem em như trò chơi và nếu thích thì đổi lộ. Đến lúc đó lại kiếm người mới tìm cách tiến tới và đổ lỗi. Đi chơi theo đại gia nên em rành hết các câu. Thôi người ơi, em chỉ là con mồi để cho người khác câu. Nó chỉ xem em như trò chơi và nếu thích thì đổi lộ. Đến lúc đó lại kiếm người mới tìm cách tiến tới và đổ lỗi. Nói chung là phải giàu sang, có xe đậu cho em đi bảo. Chơi đến sáng rồi vô khách sạn nè, ôi con mắm này bao đẩy. Hết bồ đà qua đập đá rồi thuốc lắc em cũng chơi. Chơi xong rồi lại than nóng và em bắt anh cởi chung. Ôi giời ơi, cái gì đây không mặc đồ nhìn em mát nha. Xong xuôi là những tin nhắn em đã có thai, thôi đừng có nhát mà mất anh phải chịu không là mát. Mẹ thưa cha màn cũ lặp lại, nghệ sĩ nghèo mà em còn chưa tha. Định chơi chiêu quăng vỏ ốc cho người đến sau. Anh ra đời còn nhiều hơn em chứ đâu phải sến đâu. Thân hình thì như cầu ma y chang pho tượng sứ, mà suốt ngày chụp hình hở vú để mà cô trai đòi tự sướng. Oh shit baby, đâu phải dễ dụ mà cười điểu. Mấy con bạn của em hằng đêm anh cũng đầy đủ và đều cười. Nói một chút cũng đã nóng, nhìn kìa chưa gì mà đã cống. 2K13 chẳng khác gì nhiều, thở lại như vậy thì cả đống. Đi chơi theo đại gia nên em rành hết các câu. Thôi người ơi, em chỉ là con mồi để cho người khác câu. Nó chỉ xem em như trò chơi và nếu thích thì đổi lộ. Đến lúc đó lại kiếm người mới tìm cách tiến tới và đổ lộ. Đi chơi theo đại gia nên em rành hết các câu. Thôi người ơi, em chỉ là con mồi để cho người khác câu. Nó chỉ xem em như trò chơi và nếu thích thì đổi lộ. Đến lúc đó lại kiếm người mới tìm cách tiến tới và đổ lộ. Người ta đẹp mà làm giá, nói thiệt là anh còn khinh. Trong khi em xấu mà còn làm giá, ô mồ tưởng em còn chinh nè. Búng tay một cái tụi nó xếp hàng cho không. Đừng nghĩ mình là superstar, em chỉ là hàng tồn trong kho. Body thì như con mắm, đã xấu còn đóng vai ác. Chắc ăn nằm với mấy trăm thằng rồi giờ cái thai này ai vác. Mới mấy ngày mà có con, ôi sao em nổ. Bảo em nói là em còn zin mà tinh trùng từng nằm trong não bộ. Sài Gòn Music. Đó tụi em vẫn chuyên giận mà nói dối. Con phải học từ sáng cho tới chiều, từ phòng chiếu cho tới sàn, để chơi từ chán cho tới xìu. Em là dân chơi nên muốn quen em, trước hết nhà anh phải thiệt bự. Và em yêu anh là thiệt sự, nhưng mà nhà của anh phải biệt thự. Có mấy em gái cứ tập phong cách màu mè như Đông Nhi. Thôi em đừng làm gái nữa, sao không biến thành con kỳ nhông đi. Em ngoan hiền tử tế nhưng mà đào tiền như đào mỏ. Và nếu ngày mai có cưới thì nhớ mua nhà cho em với màu đỏ. Để có ăn anh bị người ta sai cả tháng. Em một đêm với ba bốn thằng, có khi
đầy đủ tiền để sang cả tái. Anh không phải là thanh niên cứng nhưng không có nghĩa là anh đầy dễ lừa. Thứ gái như yêu vì tiền như em chỉ là món hàng chợ bán giữa lệ. Cần xa nghiện ngập con gái bây giờ chơi đủ cả. Chuyện chắc gái đi ra bờ sông tâm sự bây giờ thì đã cũ. Bởi vậy kiếp nghèo phải trả đủ, tiền bao nhiêu cũng trả đủ. Mới đi chơi với em anh phải ứng lương 3 tháng và hỏi ông chủ. Đã phải ngã mũ vì cả lũ tụi em lừa tình thì đúng là nhất. Nhưng nghĩ như thế đã là trên cơ thì não của em đã bị dúng vào đất. Và thử nghĩ nếu ngày mai nhà em chẳng may bị cắt mạng, không được chắc xét kiếm tiền thì chắc tụi em như cá bị mắc kẹt. Ngoài đời thì đen như mọi, lên Facebook thì trắng như có sữa. Phải công nhận tại Photoshop tụi em đã chứa như có sẵn. Chỉ nói như thế thì cũng đủ thấy hiện tại mấy em đã quá lầy. Nếu như vậy đừng trách tại sao chia tay tụi anh phải lấy quà. Alo, à em hả? Tối nay mình không đi chơi nha. Anh còn 20 à, 20 ngàn này anh mua cái beat mà biết cái bài mà chửi tụi em á. 2014 thì nay các em gái thật hung tàn với những bộ đồ tàn thiếu vải, mà nếu em thích là tung hàng. Phải nhà giàu, phải dân chơi, em không thích chơi với dân thường. Phải có sinh lý để mà đáp ứng lăn lộn với em trên thân giường. Mà số nghèo thì phải cô đơn nè, không tiền không dám đòi gấu. Lạy ông trời xin có người yêu thì chắc phải mòn cả hai đầu gối. Tính tình con gái thật khó hiểu, cứ hỏi một chút lại điên. Chỉ cần cảm thấy không được hài lòng là chửi xối xả như súng đại liên. Yêu một lúc đến 5-6 thằng mà gặp trai đẹp thì em độc thân. Rồi lấy cớ bởi vì em đẹp cho nên người yêu em cũng thân đông. Khi bình minh ló dạng là khi mặt trời đã sáng, và rồi đó cũng chính là lúc mà em vẫn còn sẵn đó. Chẳng cần quan tâm chuyện người khác và em cũng không mắc cỡ. Quan điểm của em là không cần ăn đỡ tốn tiền đi cắt mỡ. Nhiều khi thấy một em hot girl mà nghĩ khi nào ta được thành đôi. Buồn phận nghèo ai thèm yêu, không dám chiều cao nên cũng đành thôi. Em đẹp lộng lẫy như nàng tiên đã làm tâm trí anh phân tán, nhưng không biết là sẽ thế nào nếu trên khuôn mặt nó tan phấn. Sắc đẹp người ta là trời ban, còn em nhan sắc mà trời than. Mặc đồ thì chẳng giống ai mà cứ luôn miệng đó là thời gian. Quần cục áo vai trần, khuôn mặt em càng trai dần. Chiều cao có 1m5 mà cũng tự hào là chân dài. Mấy em gái đến tuổi 12 đã biết tình yêu và mơ chồng. Yêu thì phải mất chứ đâu có được như em đang mong chờ. Đơn giản vì nó giàu, iPhone 5 nó cầm trên tay đó. Quen em không phải vì yêu mà vì vòng một của em nó to đấy. Đa số mấy bé thì nay thấy trai có tiền là bới đào. Và gái 2014 không chỉ báo cha báo mẹ còn báo đời. Anh Killer ơi. Hả? Vậy? Yêu em nha. What shit? Em là BD chứ em không phải là con gái đâu nè. Tránh xa đi má. SCM4G2014. Chị tin nha, một lúc cái chục thằng sẽ hàng hiệu và luôn có tài gà. Đừng có ít có chảnh, và người yêu em là một tài gia. Đừng có em là chó cành, đừng có nói là em còn gìn nha. Đã đóng chặt thùng, đừng có tưởng là em chị tin nha. Đừng một lúc cái chục thằng sẽ hàng hiệu và luôn có tài gà. Đừng có ít có chảnh, và người yêu em là một tài gia. Đừng có em là chó cành. Nói đến cô gái 2015 thì thiệt là ma quá. Muốn nói ra hết tật xấu mấy em thì chắc phải tới ngày mai quá. Em đẹp mà sao cứ than hoài với những cuộc tình thực ngang cháy hoài. Không đầy đến 2 tháng
tháng chỉ làm cho bọn con trai ngán. Em có nét đẹp làm chim sa cá lặn, còn anh là lãng tử anh thích đi săn cá lạ. Mấy em chỉ là con thỏ, còn anh là cáo đỏ. Nếu muốn lừa được anh thì khi vần anh không có đạo. Đừng có ảo, đừng có bảo là anh chỉ toàn vu khống. Đừng có chảnh để cho anh chửi là con đàn bà khùng vú. Nó thì nằm gái em chỉ cần rên dành lá. Gái thì nằm ở để cho nó lên dành ra. Đừng có nói là em còn gìn nha. Đã đóng chặt thùng, đừng có tưởng là em xì tin nha. Đừng có chọc thằng sàng hiểu và luôn có tài gà. Em cũng ít có chảnh. Giờ người yêu em là một tài gia. Có phải em là chó cạnh. Đừng có nói là em còn gìn nha. Đã đóng chặt thùng, đừng có tưởng là em xì tin nha. Đừng có chọc thằng sàng hiểu và luôn có tài gà. Em cũng ít có chảnh. Giờ người yêu em là một tài gia. Có phải em là chó cạnh. Đi trên đường ngắm gái, em mới chống chưa gài. Mà có mến thì mình đến nữa, em là gái chưa chồng. Có được em thì anh sẽ lấy cả cuộc đời ra che. Không như tụi nó, có được em nó chỉ muốn đè ra chơi. Đua đòi trèo cao, em muốn mình trở thành một tiểu thư. Để làm gì rồi khi chết con chung cũng tử thiêu. Cúp về yêu lại còn tự hào mình hoa đó có chủ. Em chửi người ta là chó thì sau này em là con chó cũ. Đi đêm thu trai em muốn sang như đẩy. Sáng hôm sau là hai hàng và tướng đi như sáng. Vì chứ thể lại đó vẫn còn nhiều ở đây lắm. Và đó chính là một phần của con gái 2015 đây. Đừng có nói là em còn gìn nha. Đã đóng chặt thùng, đừng có tưởng là em xì tin nha. Em cũng có chục thằng sàng hiểu và luôn có tài gà. Em cũng ít có chảnh. Giờ người yêu em là một tài gia. Có em là chó cạnh. Đừng có nói là em còn gìn nha. Đã đóng chặt thùng, đừng có tưởng là em xì tin nha. Em cũng có chục thằng sàng hiểu và luôn có tài gà. Em cũng ít có chảnh. Giờ người yêu em là một tài gia. Có em là chó cạnh. Sài Gòn mô xe. Yeah. 2016 vấn đề tài bất hữu ai cũng hàng năm. Hóng làm mấy em gái mất ngủ để chờ anh hâm. Nóng vô chủ đề luôn nè, mấy đứa tập trung thẳng hàng ngay lối. Có phải đúng chắc con gái thì ai cũng thích chẩu lòi ngày háng. Thủ 12 bây giờ đã biết tập yêu rồi tập tới đấu. Mấy lần đầu em còn ai thẳng chứ quen rồi là đủ tới tắt. Một mình em cũng thấy sướng, tự em mò cho em nứng. Lại còn quay clip để được nổi tiếng rồi thì cũng mừng cho em nó. Em vẫn còn độc thân, giữa thân người em toàn độc dược. Với những gì em đã học được thì yêu em anh sẽ địch dọc. Chưa tàn đã đó sẽ tại, không có tiền em nói chứ cậy. Tặng mấy em hai chữ để gọi chữ bà đứng trước kế chữ nội. Đốt nước cần cho cháy đỏ, đổ qua kiểu con chó đẩy. Tiếp tục nghe anh hiếp, không biết tụi em coi chừng dưới đó chảy. Chung môi nhếch mỏ, mặc đồ thì cứ thích thở. Ngực thì động để thấy cái mép nhỏ, nhìn mà phải hít thở. Đừng đợi đưa đẩy lối của em vào vòng tội lỗi đấy. Vậy thì ngoài thương xét đó ra em còn thứ gì để đổi lấy? Chung môi nhếch mỏ, mặc đồ thì cứ thích thở. Ngực thì động để thấy cái mép nhỏ, nhìn mà phải hít thở. Thôi mà gái đừng chơi hàng gầy. Má em đâu phải là gà đẩy đá, em là con gà mái. Khi có người thì vẫn phải đi mà dâu mà kéo mày đầu sắt. Em có tiền chỉ biết làm đẹp, rồi em khoe em xài đầu mắt. Anh không thích bằng được như thằng đó, bởi anh chưa từng thích xài hao. Người ta gọi anh là rapper, tưởng anh diễn viên hài sao? Có người vẫn mà dâu mà kéo mày đầu sắt. Em có tiền để làm đẹp và em còn khoe xài đầu mắt. Anh không bằng được như thằng đó, bởi anh chưa từng thích xài hao. Người ta gọi anh là rapper, tưởng anh diễn viên hài sao? Em có thể lầu chùi hết những vết son trên bờ môi, nhưng làm sao mà xóa được những hình xăm không mờ bôi. Khi vết son môi tròn, em chỉ là con mồi. Tiền em nó đã mỏi còn, thể xác em nó coi mòn. Cuộc đàn tàn, ngầm nét mặt em ngâm tàn. Em đâu có quen tâm, tụi nó không ngang tầm. Có mấy đứa lạy, đổ đôi mắt nó lòi. Đấy đừng để nó đầy, lối gặp ai cũng đòi lấy. Em vẫn luôn thầm mơ, vẫn luôn mong chờ. Hai đôi mắt đã mờ thâm, vì lúc nào cũng mơ chồng. Người ta đẹp như hoa đào nở, càng thắm càng tươi. Em thì không thể nào đỡ, càng tươi lại càng thâm. Dắt em đi vượt trời đứng, mua gì ăn coi chừng đói. Ngay lúc này em đòi chứng minh, em mong anh đừng chối. Lại đây chơi thú nhúng đây, anh sẽ cho em lớp. Nhúng lên nhúng xuống mới đúng ngay, mà chỉ lo em chết. Tại anh cầm điếu cỏ, nhìn mặt anh cũng ít có điểu. Không đơn giản chỉ là nhiêu đó, anh thích kiểu nào anh chịu nhiêu đó kiểu. Thôi là không để. Em cũng đã thầy là không đổi, và vì thế cho nên muốn đòi là không thể. Ánh đèn nhấp nhá mờ chơi đi cho má nhờ. Làm những gì đã mơ nhưng em hãy nhớ. Mà mặc đồ cài cổ cho ấm, đừng làm ổ cho cấm. Để rồi mang bầu đẻ con ấm cho cố. Rốt cuộc cũng vì tiền tài của cải quý. Đừng có cãi lý với anh nha mấy con quỷ cái. Người thì vẫn phải đi mà dâu mà kéo ngoài đầu sắt. Em có tiền chỉ biết làm đẹp, rồi em khoe em xài đầu mắt. Anh không thích bằng được như thằng đó, bởi anh chưa từng thích xài hao. Người ta gọi anh là rapper, tưởng anh chỉ ngại sao. Có
người vẫn mà dao mà kéo ngoài đầu sắt. Em có tiền để làm đẹp và em còn khoe xà đầu mắt. Anh không bằng được như thằng đó bởi anh chưa từng thích xài hao. Người ta gọi anh là rapper, tưởng anh diễn viên hài sao? Em đường trẻ cũng bị nó đè cưỡng để nó thương rồi ôm bụng bầu vô bác sĩ cường đẻ. Con gái là những đường kéo đò, có đứa nó đều như chó đèo, có đứa muốn theo cũng khó theo, có đứa nó trò đứa đéo trò. Em chỉ là món đồ ăn mà nó đã gọi và nếm rồi cứ cho đó là tình yêu trên cái nệm mà gối. Giờ cái kim có mấy ngàn lẻ chứ đâu phải cần mai bằng sắt, bởi tụi em là hàng trưng bày nên tụi nó chỉ xài bằng mắt. Anh lại tiếp tục mà đổi thế nhiều lần làm cơ thể đói, em phơi lòi có thể nói là hết tiền mà để thôi. Tới đây mấy em cũng biết là chắc đã tới giờ, cứ mỗi năm anh tặng một bài thì tụi con gái đã tới già. Ha ha. Gái. Yeah. Skyler. Gái. 2017. Gái. Sài Gòn Music. Vẫn chủ đề nóng hỏi không hề đóng nổi, rồi chút hồi nóng để mấy đứa đó đòi hóng nể. Vẫn cứ màu son má hồng khi bước ra nắng, vẫn cứ mòn sâu hóng mà phải bắn ra nước. Luật đã ban hành nên cứ việc mà triển khai, em chỉ cần mà banh hàng là sẽ được điều khiển chai. Đứa thì tìm bấm, đứa thì đang mở, giờ em muốn bị bầm tím hay là cái thai để màn đỡ. Hôm nay là ngày phụ nữ, khỏi cần nói lời yêu về mấy cái này phụ nữ, đi theo về nhà nó đâm. Khỏi cần nói gì hết, em hãy cứ nằm đó nha, giống như là em sắp tới tháng. Nhìn con quỷ kia ngồi mà nó lòi cả đít, đốt nhang mà anh thắp tới sáng. Đạn ở đâu mà ra sẽ em đòi cả lít. Nhìn cặp vú thật căng quá, muốn làm thú vật quà cắn. Làm thú vật quà cắn. Lết vô trong hốc vào đụng, như là đang bị cuốn hút vào động. Nhìn em mà chỉ muốn đút vào họng. Giờ thì đứng xếp thành nguyên hàng rồi ngồi chờ ăn bắn. Em nào mà tính nết ngoan hiền là được cho ăn bánh. Em hít đít là tung vẫy làm anh càng thêm hứng. Muốn hít đất rồi vây túng và cây hàng thêm cứng. Nhìn ống nhà mà phóng xa, tìm chủ đề để khai thác. Hôm trước em vừa mới phá xong, hôm nay lại có cái thai khác. Nhiều khi phải cắt thịt mình ra mà đặt cược. Nếu như em đã thích gặp vậy thì em sẽ được cả. Từng người xứng đôi về lứa chăng. Nhìn em này tươi quá hoa, đã có người lo lắng chưa hay chờ anh qua tưới. Em đẹp một cách thật tự nhiên, có làn da mượt mà nhìn mà em đây tự nhiên một phù thủy có rất nhiều ma dược. Vừa quen đã đòi mau tình yêu chứ phải dí mồi đâu. Đứa thuốc vừa mới mồi đâu rồi những câu nói trên đầu môi. Nhìn hay quá đòi cứng to, đừng mềm nói đòi cứng to. Em vậy đã là vợ người ta như xưa mình từng có đòi. Cứ vào mùa đông thấy người yêu em thay đóng, phải lộng lẫy và rộng rãi để cho tụi nó thông đấy. Độ nóng của em không thể đo bằng bút đo nhiệt độ. Khi nào tụi em mới nhìn lại mình để mà biết đâu đậu nhậu. Bây giờ anh bơi quá, anh đang thèm quấn nhai. Hay chờ anh qua bới, em đang thành quái nhân. Vẫn như cũ gặp em là tụt cái thắt lưng. Để rồi đi ngủ mà không ngủ sao cứ nằm thức lặng. Em là con gái quê, cách nói chuyện thật khái quát. Nhìn giống con yêu quái ghê, nhìn kỳ có con yêu quái khác. Em ngồi em bới tóc, thật là tươi mát. Ngon thì lại mà tới bốc là sẽ ăn mấy mười tát. Thích vô phòng tắm nam, nhìn cái gì nó to lắm. Em đã 18 năm vậy mà tụi nó còn lo tắm. Lúc này em chỉ là một đứa con gái mà bị cái đám dụ. Và sau khi mà lột đồ thì hỏi thằng nào không dám đủ. Nhìn mấy chỉ đu khác gì mấy con đĩ chu. Sao không tự làm chủ đi để có tiền mấy đứa có đủ chi. Đâu phải chỉ đại đâu mà đánh lộ biết đâu mà. Em là con đại mà đầu em thật là đa màu. Trung quân nó giấu mưa, còn em thì giấu chai. Cho em ăn trái dâu là em sẽ đi bú giá châu. Dắt em vô trong nhà mấy con mắt em sao cứ mà nháy. Cái lồn gì mà bấy nhầy má anh đút vô họng mày nhá. Đừng có mà chói tung lên đối thật cho chúng tôi. Anh chỉ nói điều đúng thôi, em nào thích thì đi ăn tối chung. Thấy món nào rẻ đòi để rồi tối tối đánh rỗi đè. 9 tháng 10 ngày sau là nghe tin em đã đẻ rồi.